ta cùng highlight. Để rút gọn, khi đại từ quan hệ phía sau là động từ, vậy nếu theo sau là động từ thì mình sẽ rút gọn, mình chia hai loại này. Nếu mà động từ chủ động á, thì mình bỏ đại từ quan hệ luôn, bỏ thằng to be luôn, động từ chính đưa về verb in, highlight hết dòng chủ động cho cô, highlight dòng bị động luôn. Ở bị động thì mình cũng bỏ đại từ quan hệ và to be, động từ giữ lại verb in đi. Bây giờ mình xem ví dụ nha. Cô sẽ phân tích trên slide show để mình xem nó to hơn, chữ nó to hơn. Cái câu số 1. Làm sao mình biết được đây là chủ động em? And the who is writing. Học thì mình học rồi, chủ động của hiện tại tiếp diễn này. Vậy thì mình sẽ rút gọn bằng cách bỏ từ who. Bỏ động từ to be is. Cái verb in này là vô tình em, nó là hiện tại tiếp diễn, nó vô tình có verb in rồi thì đưa xuống thôi, không cần thêm bớt gì hết. Như giả sử nó là thì tương lai đơn, hiện tại đơn vân vân, thì mình phải chuyển về động từ nguyên thể thêm in vô. Đó nha, mình thêm in vô. Vậy sau khi mình rút gọn xong thì câu của mình như sau. I know a friend writing many interesting stories about love. Tôi biết một người bạn, người mà, vẫn là mà đó nha. Tôi biết một người bạn mà người mà viết nhiều câu chuyện thú vị về tình yêu. Bây giờ mình phân tích từng câu này để làm sao đi thi mình biết chỗ này là rút gọn đây. À, bữa trước mình học bài vì thì có ba động từ không phải vì ngữ. Để mình gõ cho cô này. Bữa trước mình học bài vì thì mình có phương pháp loại trừ. Gõ cho cô ba động từ không phải vì ngữ là ba động từ nào? Rồi gõ xem nhớ không? Cái điểm khó ở đây là trắc nghiệm á. Từ luận thì cái phần này dễ lắm, từ luận thì nhưng con nít làm cũng làm được lắm. Bỏ đại từ quan hệ và to be động từ đưa về verb in, ai không làm được. Tuy nhiên khi làm trắc nghiệm á, làm sao mình biết chỗ trống này là chia thì rút gọn? Tại nếu là chia thì mình đâu xài verb in đâu. Chỉ khi nào mình biết được nó là động từ rút gọn chủ động mình mới quất verb in. Lát nữa cô sẽ có phương pháp để phân tích. À, bây giờ cô sẽ nói nôm na vậy này. Em coi cái mặt đề này, không có từ nối, có mấy vị ngữ, có một vị ngữ là từ know, know là biết này. The writing nó không thể là vị ngữ được, là rút gọn dễ lắm. Còn câu trên này, câu trên từ know là vị ngữ một, từ is writing là vị ngữ thứ hai, đúng rồi, tại who từ nối mà. Còn câu thứ hai mình rút gọn mất từ nối rồi, mất từ who rồi thì phải chuyển về rút gọn verb in, nó không phải vị ngữ nha. Chúng ta sang câu thứ hai. Câu thứ hai rút gọn bị động. Mình bỏ đại từ quan hệ bị động, mình bỏ từ which, bỏ từ were, giữ lại với ba thôi. Cái câu này vị ngữ sẽ nằm ở từ are. Written là rút gọn với ba. Một mệnh đề chỉ có một vị ngữ thôi. Đúng chưa? Sau khi học rút gọn xong, bây giờ cô đặt câu hỏi cho lớp mình lại. Đặt lại câu hỏi mà đã học hồi nãy nha. Thêm tất cả các đại từ quan hệ trong tiếng Anh, các cái đại từ who, whom, which, rồi that, từ whose có một đặc điểm chung là gì? Thêm nó có đặc điểm chung là gì? Em gõ vào một chat. Em nhớ cái gì em nói đó. Đặc điểm chung của các đại từ quan hệ là gì? Thì Trang là bạn nhanh nhất và chính xác nha. Thì Trang trả lời là nó bổ nghĩa cho danh từ, chính xác rồi em. Nó bổ nghĩa cho danh từ hoặc cụm danh từ và chỉ đứng sau danh từ, cụm danh từ. Chính xác. Đặc điểm thứ hai là gì biết không? Về nghĩa, các đại từ quan hệ mình thường dịch là mà. Nghe lớp mà. Được không em? Vậy thì bây giờ để ý này. Để khi rút gọn này. Để khi rút gọn này. Em bỏ từ which, bỏ từ were. Danh từ em không bỏ nha. Danh từ để nguyên. Tại vì sao là có 3 luôn. Vậy thì các bạn nhớ cho cô một kỹ năng phân tích câu rất tốt này. Sau này em gặp một câu mà nó có verb in, verb 3 trong rút gọn trong câu có mà đầy nhanh nhạc. Để cô chỉ lớp mình một cái kỹ thuật để mình phân tích câu tốt hơn này. Khi mình gặp động từ verb in, verb 3 rút gọn thì chúng ta vẫn dịch là mà luôn. Và trước động từ verb in thứ ba phải là danh từ hoặc cụm danh từ. Và nó chính là đặc điểm chung của đại từ quan hệ. Nhưng mà đại từ quan hệ bỏ tiêu mất tiêu. Đại từ quan hệ ở đây bỏ rồi. Đúng là đại từ quan hệ đứng ngay trước động từ này. Rút gọn. Nhưng mà đại từ quan hệ bỏ mất tiêu rồi. Còn động từ rút gọn thôi. Thì trước động từ rút gọn, dù là verb in hay verb ba, thì về mặt từ loại nó sẽ là danh hoặc cụm danh từ. Và cái cụm danh từ đó chính là chủ ngữ của nó luôn. Ví dụ, tôi biết một người bạn, người mà viết câu chuyện về tình yêu. Thì ai viết câu chuyện nhỉ? Tôi viết hay là bạn tôi viết?
thì cái cụm danh từ trước nó này, một người bạn, cái cụm danh từ phía trước này chính là chủ ngữ nó luôn, của động từ rút gọn luôn. Thì thông thường em muốn biết động từ rút gọn chủ hay bị động, em phải biết chủ ngữ nằm đâu. Yên tâm ha, chủ ngữ của động từ rút gọn nó nằm ngay, là chính là cụm danh từ ngay phía trước. Còn danh từ nào cụ thể thì tùy vào danh từ chính thôi, được không? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Vậy bây giờ mình sẽ cùng phân biệt nha. Cả lớp cùng nhìn lên màn hình cô phân tích này. Ta cùng ôn lại một số này. Verb in, chưa verb không, verb ba không phải vị ngữ. Những bạn nào chưa hiểu về khái niệm động từ vị ngữ hay động từ chính thì chúng ta xem lại cái video bài giảng về thì, chuyên đề thì phần 1. Cô giải thích rất là rõ về khái niệm vị ngữ và cũng như là các cái bài tập mình ứng dụng nha. Cô sẽ dẫn link video này ở phần mô tả, thì bạn nào chưa xem thì xem ngay video này trước khi tiếp tục. Một mệnh đề, cái này quan trọng này, bạn nào mà chưa nhớ thì phải highlight luôn nha. Một mệnh đề phải có một vị ngữ, mệnh đề mà không có vị ngữ thì không phải mệnh đề, nhớ nha. Mệnh đề thì bắt buộc phải có một vị ngữ và duy nhất một vị ngữ, ngoại trừ hợp song song và đặc biệt lắm, rất là hiếm các bạn nào khác thôi, còn bình thường là một vị ngữ thôi. Bây giờ mình coi này, giả sử một câu mà có một liên từ nối, những cái liên từ nối là những từ có khả năng nối hai mệnh đề á. Những cái từ nào liên từ nối thì nó nối hai mệnh đề, thì mệnh đề một này thì có một vị ngữ, mệnh đề thứ hai thì có một vị ngữ thứ hai. Nếu mà giả sử liên từ đứng 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 giữa thì dây, còn nếu đứng đầu thì dây. Nếu liên từ đứng đầu thì mệnh đề một ở đây này, thì sau là mệnh đề hai. Cô đặt câu hỏi cho lớp mình, theo lớp mình cái ED đây là verb 2, verb 3. Gõ cụ thể cho cô nè. Và trong câu này, trong câu này đối là mình viết cái thằng ED này này. À, verb 2, verb 3. Hỏi xem là trả lời sao này. Tại vì cô phải đảm bảo lớp mình hiểu thì cô mới đi tiếp được. Ừ. À, lớp dạy mới giỏi chứ, đúng là học trò của cô ha. ED là verb 2. Tại đây là một mệnh đề. Thằng teach nó là vị ngữ thì nó là verb 2 quá khứ đơn. Chứ nó không thể là verb 3. Nếu verb 3 mà đứng một mình nó rút gọn rồi, nó chính là verb 2 nha. Em ghi vô thì verb 2, ghi lên trên verb 2. Rồi, chiều song song là sao? Mình coi thử song song. I love her and kiss her. Tôi yêu cô ấy và hôn cô ta. Song song là song song từ love là verb 0. Thì kiss cũng verb 0 luôn. Song song phải cùng cùng cái động từ. Vậy thì một mệnh đề có thể có hai thậm chí ba động từ trở lên nếu nó song song như vậy. Còn không, không không song song thì có một vị ngữ thôi. Bây giờ chúng ta sang dạng một. Còn một, trước khi cô cho đáp án thì cô muốn lớp mình suy nghĩ trước. Nếu trước chỗ trống đã có đại từ quan hệ thì xuya chỗ trống cần động từ chia vị ngữ hay là rút gọn. Vị ngữ là thì đó. Em thử suy nghĩ và trả lời cho câu sai không sai đâu. Lát câu cho đáp án. Nếu thấy trước chỗ trống đã có đại từ quan hệ rồi, vì sau đại từ quan hệ là động từ rút gọn hay động từ vị ngữ chia thì? À, lớp mình xài chọn là vị ngữ. À, có một bạn rút gọn. Rồi, tất cả hầu như là vị ngữ có một bạn rút gọn thôi. À, đám đông sẽ đúng ha. Trường hợp này các bạn chính xác này. Có bạn Cường là sai trường hợp này nha Cường. Rồi, bây giờ em để ý nhìn lên màn hình này. Khi có đại từ quan hệ trong câu rồi thì sau sau đại từ quan hệ phải chia thì chứ. Sau đại từ quan hệ này là động từ chia vị ngữ chia thì này. Đúng rút gọn em. Khi em chọn đại từ động từ rút gọn á, khi mình chọn động từ rút gọn thì đại từ quan hệ mất tiêu rồi. Khi mình rút gọn tức là đại từ quan hệ mất tiêu rồi thì khi đó mới có động từ rút gọn ra đời. Còn đại từ quan hệ còn trong câu. Đại từ quan hệ còn trong câu thì không thể nào đại từ quan hệ cộng rút gọn được. Vì đại từ quan hệ phải cộng với động từ vị ngữ chi thì. Lớp hiểu chưa? Rồi vậy giờ em điền vào trong sát cho cô luôn đi em. Điền sát luôn dạng 1. Nếu trong câu đã có đại từ quan hệ, đại từ quan hệ sẽ là động từ vị ngữ chi thì. Đó, các bạn ghi vào trong sát cho cô luôn. Cần vị ngữ chi thì. Một khi mình đã nói là vị ngữ, một khi mình nói là vị ngữ thì chắc chắn là mình loại ba cái thằng verb in, chia bắp không bắp ba đi. Vị ngữ là chia thì đó, là động từ khiếm khuyết cũng là vị ngữ nha. Động từ vị ngữ có thể là động từ chia thì hoặc các cái dạng động từ khiếm khuyết hợp lệ dạng một. Thì chúng ta làm bài tập ứng dụng luôn. Câu 10, em mở sách
Làm câu 10 cho cô. Câu 10 có từ who này. Từ who là từ nối nha. Có nhiều bạn nói cô là ủa cô ơi cô, trong câu này thì have been asked là động từ vị ngữ rồi này, hiện tại hoàn thành này, nhưng chỗ trống rút gọn là bậy nha. Thực ra từ who là đại từ quan hệ, nó giống một từ nối vậy á, nó nối hai mệnh đề. Thế là thằng vị ngữ này là một vị ngữ rồi thì chỗ trống vẫn là vị ngữ thôi, không rút gọn nha. Dạng một này, chỗ trống là vị ngữ chi thầy phía trước có đại từ quan hệ, và động từ chi thầy trưởng ngữ số nhiều này. Lớp mình chọn cho cô đáp án rồi, có đáp án luôn rồi. Lỡ tiết lộ đáp án rồi. Rồi đáp án của mình xem bạn nào trả lời nhanh. À, để Ngân trả lời nhanh là nhanh. Câu C là phương án chính xác. Là chủ ngữ số nhiều này. Chủ ngữ số nhiều, câu A đuôi S loại verb in và to verb không. Không phải vị ngữ, không không phải thì nào hết, loại. Câu C là phương án đúng. Chủ ngữ số nhiều, động từ nguyên mẫu. Cả lớp cùng dịch với cô nhé. Hai cái người hướng dẫn mà bình thường họ tổ chức các cái khóa đào tạo rồi, thì hai cái người hướng dẫn yêu cầu là không tham gia trong năm nay nữa. Đã được yêu cầu không tham gia trong năm nay nữa là công si. Thì have số nhiều, em mắc mũi tên nha, thì have thuộc chủ ngữ nào? Two of the instructors, được chưa? Vậy nghi dạng một nha, lớp mình hiểu dạng một chứ. Giờ sang dạng hai nhé. Dạng hai này, nếu trong câu chưa có đại từ quan hệ, nếu mà chưa có đại từ quan hệ thì có hai khả năng luôn, có thể là chia thầy vị ngữ này hoặc có thể rút gọn luôn. Mình vẫn chưa biết được, thì muốn biết được thì bước một em phải nhìn từ đầu thì cuối câu có từ nối không. Em biết tại sao phải đi tìm từ nối không? Tại vậy này, cái nguyên tắc của mình một mệnh đề có một vị ngữ, vì nếu không có từ nối. Giờ câu hỏi lớp mình là nếu một câu không có từ nối là mấy mệnh đề? Lớp trả lời cho cô nha. Có 1, 2, 3. Một câu mà không có từ nối thì sẽ là bao nhiêu mệnh đề? Một câu em thấy không có từ nối gì hết thì nó là mấy mệnh đề lớp mình? Một mệnh đề. À đúng rồi, một mệnh đề. Thì một mệnh đề thì tương ứng với mấy vị ngữ? Một vị ngữ. Còn giả sử nha, em gặp một câu có một từ nối. Giả sử mình gặp một câu có một từ nối thì một từ nối em phải hiểu tức là nối hai mệnh đề. Mà hai mệnh đề á thì hai mệnh đề mà mỗi mỗi một mệnh đề có một vị ngữ, tức là hai mệnh đề đó sẽ có hai vị ngữ tương ứng. Mỗi một mệnh đề có một vị ngữ, tức là nguyên câu đó có hai vị ngữ. Thì tìm từ nối rất quan trọng nha. Để em biết là à, câu có bao nhiêu mệnh đề để được biết là có bao nhiêu vị ngữ tương ứng. Rồi, bước thứ hai tiếp tục. Nếu mệnh đề có vị ngữ rồi, à, đây em trả lời cho câu nha. Nếu mệnh đề mình xem là cái mệnh đề chỗ trống trong câu có bao nhiêu mệnh đề, tôi không quan tâm, tôi quan tâm cái mệnh đề chứa chỗ trống thôi. Vì nếu mệnh đề chứa chỗ trống có vị ngữ rồi thì chỗ trống là cái gì? Nếu mệnh đề chỗ trống có vị ngữ rồi thì chỗ trống phải là rút gọn, tại vì một mệnh đề chỉ có một vị ngữ thôi. Em ghi vô luôn ha. Nếu có rồi thì chỗ trống là rút gọn hoặc là chưa không. Còn nếu chưa có vị ngữ, không có vị ngữ là bắt buộc mệnh đề đã phải chỗ trống phải điền vị ngữ vô. Đó, thì mình điền vô xong rồi cứ mình ngẫm nghĩ nha, suy nghĩ ngẫm nghĩ coi mình thắc mắc chỗ nào em hỏi cô để cô phân tích và giải đáp lại chỗ đó. Đó, để cô có thêm động lực cô đặt câu hỏi. Cái việc đặt câu hỏi đôi khi nó cũng sẽ mất thời gian nhưng mà nó thực sự hiệu quả nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhìn câu số 2 cho cô nè. Ở trong câu số 2 của mình á, đáp án bốn đáp án, em nhìn lên bốn đáp án cho cô. Để theo lớp mình trong đáp án này có đáp án nào không, các bạn gõ cho cô A B C D đáp án nào không phải vị ngữ. Em chỉ có A B C D thôi. Thêm những cái đáp án nào không phải vị ngữ thì em gõ cho cô. Khi em thấy câu A không phải vị ngữ, gõ thì A vô. A B C D có đáp án nào không phải vị ngữ không? Có thấy là mình không ai đưa quá trả lời là đồng nghĩa với việc là mình có một bàn để cô xem nào. À không có, được rồi. À, có thấy là mình không có đưa quá trả lời thì cô cũng biết là à, lớp mình nghĩ là trong bốn đáp án tất cả đều là vị ngữ. À, cô hỏi ngược để cô xem lớp mình có bị hiểu sai về vị ngữ hay không thôi. Rồi lớp mình đã hiểu hết rồi nha. Ở đây chúng ta cả bốn đáp án đều là bốn thì luôn nha, đều là bốn vị ngữ luôn.
Nên là chắc chắn chỗ trống là chia thầy về ngữ rồi, đúng không? À, vậy thì chúng ta chia thầy theo phương pháp mà mình học bài vừa qua. Ở đây cô có dấu hiệu thời gian là during the past month, là trong suốt tháng vừa qua. Là tháng vừa qua là xảy ra rồi. Thì các bạn chọn cho cô bốn đáp án. Theo em đáp án nào là thì xảy ra ở quá khứ rồi? Mình ôn một điểm về thì nha, hồi trước đã học. Trong bốn đáp án nào là bản chất là đã xảy ra ở quá khứ rồi? A, B, C, D. Rồi, rất nhiều phương án đã đưa ra và chắc chắn rồi nó là phương án chính xác, câu C. Đúng không em? Thì có nhiều bạn đi tìm thì quá khứ đơn xem có không không. Dấu hiệu của thì là tương đối thôi. Không có quá khứ đơn là mình phải hiểu ngay là hiện tại hoàn thành. Và thì bản chất là đã xảy ra ở quá khứ rồi. Cả lớp cùng dịch với cô nha. À, những người nào mà đã tham gia câu lạc bộ trong suốt tháng vừa qua. Em gạch chân từ is invited. Em móc mũi tên nó thuộc chủ ngữ nào? Everyone, mọi người. Những người nào mà đã tham gia câu lạc bộ trong suốt tháng vừa qua thì những người này, everyone is invited, được mời để tham gia cuộc họp thứ sáu tới. Vậy mình làm trắc nghiệm đúng, mình phải hiểu nha, phải hiểu câu này là gì nha. Everyone là mọi người, tại sao lại chia số ít? Nó là cái văn phong của nó thôi. Sau này khi học bài chủ đề ngữ pháp cuối cùng thì cô sẽ dạy là cái thằng nào chia số ít, thằng nào số nhiều, thì thằng này là số ít thôi, nó là cái văn tạm mình học thuộc. Câu số 3, từ when là từ nối này em. Em thấy từ when là khi, từ us là chúng tôi. Thì when ở đây không phải là trạng từ quan hệ nha. When ở đây là một từ nối bình thường thôi. Vậy từ when là từ nối, nó nói lên điều gì? Từ nối thì nối hai mệnh đề. Vậy từ đầu tới when là mệnh đề một. Từ when tới dấu chấm là mệnh đề thứ hai. Thì mình quan tâm mệnh đề chứa chỗ trống thôi. Tức là mình quan tâm mệnh đề một từ đầu tới when là một mệnh đề. Mà một mệnh đề chỉ có một vị ngữ mà thôi. Bây giờ mình kiểm tra này. Có cái mệnh đề trước từ when có vị ngữ chưa? Lớp mình phải trả lời được nha. Phải trả lời. Có thể không phải cô. Có những câu hỏi thì cô sẽ hỏi lớp mình trực tiếp. Có những câu hỏi cô không hỏi trực tiếp lớp mình. Nhưng em phải tự trả lời để giúp mình năng động á. Mình phải tập trung suy nghĩ ha. Vậy thì động từ vị ngữ ở đây đó chính là từ nào? The words return. Quá khứ đơn này. Vì một mệnh đề có vị ngữ rồi, chỗ trống là không chia thì nữa. Có vị ngữ rồi, một mệnh đề chỉ có một vị ngữ thôi. Chỗ trống của mình là rút gọn. Một là verb in hoặc verb 3 hoặc là to verb 0 thôi. Đó, vậy thì câu A là verb 3 này, bị động. Câu B verb in là chủ động, A và B thôi. Đó, một số bạn chọn câu C rồi đó. Vậy đây cô dịch là cái package, cái bưu kiện, cái gói hàng nó được gửi. Được gửi là bị động câu A. Vậy câu A ở đây, sau khi cô giải thích xong một hồi rất là lâu rồi, các bạn gõ cho cô A là verb 2, verb 3 vậy đó. Khi em xem cái bảng động từ bất quy tắc á, thì từ xem nó có thể là verb 2, verb 3, nó là tùy trường hợp. Nhưng trong câu này nó đóng vai trò là động từ rút gọn thì chắc chắn nó là verb 3. Đúng rồi, chúng ta dịch là mà được. Lớp dịch cùng cô để hiểu nhé. Cái bưu kiện mà được gửi tới cho anh Jones. Tại sao động từ chia số ít? Cái động từ words này vẫn thuộc chủ ngữ nào? Package. Em móc mũi tên nha. Words return, tức là the package. Cái bưu kiện mà được gửi tới anh Jones, cái bưu kiện đó đã bị trả lại chúng tôi rồi. Hiểu không em? Đó nha. Câu A, câu 3. Four, câu 4. Câu 4 ở đây em có từ although. Although là mặc dù, nó là một từ nối hai mệnh đề. Mệnh đề một phía trước tôi chả quan tâm. Mình quan tâm mệnh đề tới dấu chấm này. Từ although tới dấu chấm là mệnh đề 2. Mệnh đề 2 có vị ngữ chưa? Cô nghĩ lớp mình có thể tự làm câu số 4 mà cho cô đáp án là được. Nếu bạn nào mà hiểu thực sự rồi, cho cô đáp án cuối cùng luôn. Mình kiểm tra nha. Từ although có tới dấu chấm là mệnh đề 2. Khi mệnh đề này chưa có vị ngữ. Về chỗ trống em phải chọn vị ngữ, em phải chia thì. Vậy mình chia thì thôi. Thì em chia thì cho cô một đáp án nào đó thôi. À, câu này cô thấy các bạn chọn câu A, có bạn chọn câu B. Bây giờ cô phân tích nha. Khi chia thì bước 1. Bữa trước cô có nhắc lớp mình cái này. Hôm nay lớp mình có một số bạn bị mắc bẫy rồi, cô nhắc lại để nhớ ha.
Kim chi thì mình nhớ là lại trừ cho cô trước. Em đừng có dịch nghĩa liền hay là dựa vào dấu hiệu thời gian hay chủ động liền. Mình loại trừ cho cô. Loại trừ là sao? Mình có hai cách loại trừ. Cách một, thì her plan là chủ ngữ số gì em? Số ít. Em loại câu B. Câu C, verb in không phải vị ngữ chi thì, loại câu C luôn. Còn A và D. Câu D, verb không mình loại luôn rồi. Tại vì chủ ngữ số ít mà em. Đó là lý do bữa trước cô có đề cập là phương pháp loại trừ ai mà không biết, nhưng mà đôi khi nó không áp dụng là vậy đó. Thì câu A là chính xác rồi. Và câu A là vị ngữ của thì quá khứ đơn là verb 2. Chúng ta rút kinh nghiệm nhé ha, không sao. Nói mình sai thì mình rút kinh nghiệm thêm, câu A là phương án cuối cùng. Vì mình coi mình loại trừ là ra hết rồi. Mình không có dấu hiệu thời gian cụ thể, cũng không có bị động luôn. Câu 5. Câu 5 trong câu không có từ nối. Không có từ nối tức là cả nguyên câu này là một mệnh đề, được có một vị ngữ thôi, chỉ có duy nhất một vị ngữ thôi. Và có rồi nè, có vị ngữ rồi, hiện tại đơn rồi. Suy ra chỗ trống là rút gọn chủ động hoặc bị động, C hoặc D. Cô ôn lại cho lớp mình một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng là gì? Chủ động và bị động. Các bạn chọn C hoặc D cho cô này. Bạn nào chọn bị động á, là câu C mất 3. Bạn nào chủ động là câu D. Để coi xem là kỹ năng chủ bị động đã thành thạo chưa. Mình phải thực hành nhiều cho em. Thực hành càng nhiều sẽ mới giỏi được. Đó, C hay D, chủ bị động hay là chủ động. Rồi, lại trái chiều rồi, rất là phương án lại trái chiều rồi. Rất nhiều bạn đưa phương án khác nhau, CD. Và tiếp tục là ôn tiếp nha, ôn khi nào nhớ rồi thôi. Một, hai lần, ba lần sai thì tiếp tục 5, 6, 7 lần. Nếu động từ có cụm danh từ phía sau, có danh từ phía sau, động từ thường chỉ dạng chủ động. Thì đúng trên 90%, cực cũng rất là cao em. Cô nghĩ 90-95% rồi đó. Rồi câu đi, chủ động. Nếu bạn nào chưa chắc chắn, em dịch câu. Ở đây mình có cái thương hiệu này ha, là nó là một chuỗi cửa hàng cà phê. Có nhiều bạn dịch theo tiếng Việt, bạn nói là cửa hàng cà phê nó được bán. Em dịch theo kiểu tiếng Việt là không được. À, chủ động hay bị động ở đây mình để ý. Cái cửa hàng cà phê đó nó là tổ chức. Cái cửa hàng cà phê đó nó bán nhiều sự lựa chọn về đồ uống thì nó là chủ động thôi. Tại vì cái cửa hàng nó bán cái A, bán cái B, cửa hàng ta bán cà phê, bán đồ uống, bán đồ ăn nhẹ thì nó là chủ động mà. Còn em dịch là cửa hàng được bán là em dịch theo kiểu em lái theo tiếng Việt thôi. Cửa hàng được bán là bị phá sản rồi, đúng không? Nó còn bán đồ uống mà, vậy thì nó chủ động, nó là tổ chức, nó là chủ động. Với cái mẹo này của cô ha, các chị khác được không? Rồi câu 6. Câu 6 cô sẽ cho chúng ta 30 giây. Bạn nào nếu làm đúng câu 6 trong 30 giây thì bạn đó cực kỳ đáng khen. Nếu làm sai thì cũng có thể chấp nhận được thôi. Thực ra câu này không khó nha, nhưng mà câu này nó đòi hỏi chúng ta là bữa trước mình học bài từ loại này, mình học về thì này, mình học về mệnh đề quan hệ. Thì bạn nào tức là mình hiểu kỹ năng của từ loại thì mệnh đề quan hệ thì câu này em làm không dịch từ nào nha. Câu này có thể không dịch bất kỳ một từ nào vẫn làm đúng được, dựa vào kỹ năng cô dạy. Rồi lên mình bắt đầu đi ha, cô cho 30 giây, cứ suy nghĩ thật là kỹ nha để làm. Để câu này cũng sẽ có những bạn bị sai đó. À, trong những khóa học trước đây thì đều có những bạn đều sai. Rồi mình đã có hai phương án đưa ra. Cô nghĩ là chúng ta đều phải đưa ra phương án. Em phải suy nghĩ. À, suy nghĩ nãy giờ là khi cô gặp câu này em nhìn đáp án này. Đó, đáp án vừa có rút gọn vừa có chia thì. Thì mình kiểm tra câu này xem là có từ nối không, có từ nối hay không, phải có vị ngữ hay không. Đó, mình kiểm tra thật là kỹ nhá. Có thể có hai đáp án mà các bạn đưa ra là A và D. Có hai phương án các bạn đưa ra là A và D. Cái đặc điểm chung có phân tích này, cái đặc điểm chung của lớp mình đó là các bạn chọn A và D. A và D đều là hai vị ngữ. Thì đầu tiên cô đánh giá cao lớp mình ở chỗ là các bạn chọn vị ngữ chỗ trống là hợp lý.
Nhưng lại bạn lại chọn câu A và câu D. Rất tiếc là sẽ có một nhóm bạn bị sai, A là chủ động và D là bị động. Vậy là em sai ở cái điểm là chủ động, bị động, cái bước cuối cùng. Nhưng mà cô vẫn đánh giá cao lớp mình ở cái đặc điểm là cái chỗ trống là chia thì vị ngữ. Bạn Quyên chọn câu B, câu B là sai rồi. Đó, bây giờ cô sẽ phân tích câu này nha, cả lớp cùng nhìn lên màn hình. Trong câu này á không có vị ngữ, quên lộn, không có từ nối chứ, nói lộn ha, không có từ nối. Không có từ nối tức là câu này phải có một vị ngữ. Mình phải kiểm tra xem có vị ngữ chưa. Khi kiểm tra thì em thấy thì call là gọi điện thoại đúng không? Muốn biết từ đó loại vị ngữ nào, nó là loại từ nào, có phải động từ thêm s hay danh từ thêm s? Em dựa vào nghĩ em không biết được, em nhìn xung quanh. Khi nhìn xung quanh mình thấy từ personal, từ make, making là động từ này. Personal là tính từ, đây là danh từ. Giữa động và danh là tính từ. Vậy câu này chưa có vị ngữ. Vậy chỗ trống là vị ngữ chưa thì. Vì chia thì mình chia thôi, câu B loại này bấp in không phải vì ngữ loại. Chia thì cô dựa vào loại trừ nha. Cô loại câu B này. Chủ ngữ số ít, cô loại câu C luôn. Tại vì chủ ngữ số ít thì động từ phải thêm S. Câu B loại. Còn A và D cái bước cuối cùng thì rất tiếc, có một số bạn bị sai. Thì muốn biết chủ ấy bị động, hồi nãy mới học xong mà lại sai cái này thì hơi tiếc nha. Thì sau em gạt chuyên thì start là nhân viên là danh từ. Nếu sau động từ mà có danh từ, động từ thường suy giảm chủ động câu A. Tức là cái mẹo cô vẫn đúng, nhưng mà cô nghĩ có vẻ như là các bạn vẫn thiên về dịch nghĩa nhiều, thôi các bạn như là chính xác bị gì đó đúng không? Vật cũng có thể là chủ động bình thường nha. Vật với người là phương pháp cuối cùng. Tỷ lệ đúng 60% thôi, 60-70% thôi. Người chủ động, vật bị động, tỷ lệ đúng 60-70% rất là thấp. Tại sao mình không dựa cái phương pháp cô mới nói hồi nãy là có danh từ phía sau, có tân ngữ, động từ thường suy giảm chủ động câu A. Cô chúc mừng những bạn nào chọn câu A đúng. Giờ cô dịch nghe cho hiểu nghĩa nè. Cái chính sách mới, chính sách điện thoại mới của văn phòng, cái chính sách này nó hạn chế các nhân viên gọi điện thoại cá nhân trong suốt giờ làm việc, hạn chế giới hạn. Mà từ này thì lớp 2 mới học cơ, thì chưa học tới. Câu 7. Câu 7 trong câu, cô đi nhanh xíu, sắp hết thời gian rồi. Câu này không có từ nối. Mình chưa có vị ngữ luôn, mình chia thì chưa có vị ngữ. Chủ ngữ là từ sale, sẽ chủ ngữ số nhiều. Rồi, lớp chọn cho cô này. Cô phân tích tới đây rồi, giờ chọn thôi, mà chọn sai là cô phạt nha. Chủ ngữ số nhiều rồi em chia thì câu nào đúng? ABCD. Áp dụng phương pháp loại trừ cho cô nha. Chủ ngữ số nhiều thì động từ như thế nào em? Câu A với câu B thì sao? Câu A là có không đúng này. Câu B thêm S đâu có được. Thêm S là chủ ngữ số ít. Động từ mới thêm S. Verb in không phải chia thì. Câu D là danh từ chỉ người accountant, kế toán viên. Vậy thêm in này. Vậy động từ phải là câu A. Câu D không phải động từ. Tại vì khi em thêm S vô, thêm in vô thì câu A mới là động từ nguyên mẫu. Trái câu A thôi, mặc dù nghĩa mình chưa biết. Câu A là phương án đúng nha, lớp mình đa số đúng. Câu số 8 xong rồi, câu 9. Câu 9 lớp mình về nhà. Bây giờ còn thời gian để cô giải thích, cô sẽ giải thích câu 9 về nội dung mình chưa có học. Câu 10 rồi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn lớp mình nội dung sau đây nha. Còn một xíu nữa thôi là kết thúc nha. Chúng ta mở cho cô phần mục 4 này. Hồi nãy mình học á là rút gọn đúng không? Mình rút gọn đại từ quan hệ khi mà theo sau đại từ quan hệ làm động từ. Còn giả sử đại từ quan hệ cộng to be cộng tính từ thì mình rút gọn sao? Thì bây giờ mình highlight cho cô này, highlight này. Trường hợp này thì ta cũng bỏ đại từ quan hệ và to be tính từ không thêm ed gì nha. Tính từ là giữ lại luôn. Ví dụ, mình xem ví dụ này. Those who are kind to people will be happy. Những người nào mà tốt với mọi người sẽ vui lắm, sẽ hạnh phúc lắm. Vậy mình bỏ từ who, bỏ từ are, từ kind là tính từ tốt bụng, giữ lại thôi. Those kind to people will be happy. Có nhiều bạn thắc mắc, ủa từ those này là cái gì vậy? Sao lạ gì vậy? Chúng ta highlight cho cô nha. Từ those nó bằng từ people, nghĩa là quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng. Cộng với động từ số nhiều là những người.
Từ anyone thì cộng cộng từ số ít. Anyone là bất kỳ ai ấy, thì đi số ít. Ừ. Vì giả sử cô bỏ từ those ở đây, đúng không? Cô bỏ từ those, cô thay bằng từ anyone, thì ở đây là từ is số ít. Từ is số ít. Mình phân tích câu thứ hai này. Anyone who is interested in applying for this job should submit a resume soon. À, bất kỳ ai người mà quan tâm vào công việc này thì nên nộp một cái CV sớm. Thì em thấy câu này theo lớp mình ID lên lại từ nào? Cả cô thì hỏi bài cũ thôi. Lớp mình cứ mạnh dạn thôi. Theo lớp mình cái từ interested ở đây là loại từ nào? Interested. Bài trước mới học. Mình học nguyên một chủ đề về cái từ này em nhớ không? À, lớp mình rất là hoàn thành được nhiệm vụ rất là tốt nha, excellent. Nó tính từ, em tính từ cảm xúc dành cho người, người này, tính từ cảm xúc dành cho người, chính xác rồi. Vậy câu này khi mình rút gọn, mình bỏ từ who, bỏ từ is, mình giữ lại ed. Có nhiều bạn giữ lại ed tưởng nó là bị động, thực ra nó là tính từ, tính từ cảm xúc. À, và những người nào mà quan tâm vào về tính từ nó bản chất sao, mình giữ lại y nguyên, không được thêm bớt cái gì hết, giữ lại y nguyên ed. Rồi bây giờ áp dụng câu nào? Để cô sẽ quay trở lại sửa câu số 9 thì bạn. Ta cùng nhìn câu 9 cho cô nhé. Câu 9 là câu này. Em coi câu này sao không có từ nối. Câu này không hề có từ nối gì hết. Thì câu này phải có vị ngữ. Giờ cô đặt câu hỏi lớp mình này. Theo lớp mình coi có vị ngữ không? Nếu bạn nghĩ, bạn nào nghĩ câu này có vị ngữ thì em gõ cái động từ vị ngữ ra. Còn nếu không có vị ngữ em say no. Thế theo các bạn câu này có vị ngữ chưa? Câu này là không có từ nối đó. Thì cái câu này phải có một vị ngữ. Và mình đi kiểm tra xem có vị ngữ hay chưa. Và bạn Thùy Trang, bạn Lệ Ngân đó, và rất nhiều bạn đã đưa vào án vị ngữ rồi. Chính là từ provide. Em ghi vô và gạch chân. Provide là vị ngữ của thì nào em? Thì tại đơn. Vậy thì ở đây mình không xài vị ngữ nữa. Ở đây mình rút gọn. Vậy customers là chỉ người này. Chỉ người thì mình sẽ xài ed. Tính từ rút gọn dạng tính từ đó. Câu gốc này em ghi câu gốc này à, đúng ra phải có từ who are. Mình bỏ từ who, bỏ từ are đi. Chúng tôi cung cấp rất là nhiều thông tin có sẵn từ khách hàng. Những khách hàng mà quan tâm vào cái dòng sản phẩm của chúng tôi. Đây có từ in ha. Câu b cũng là một tính từ interesting. Cũng là tính từ nhưng mà tính từ này nghĩa là thú vị dành cho vật. Vậy là buổi học của mình đã kết thúc rồi. Đó. Những bạn nào có thắc mắc thêm thì ở lại cô giải đáp nha. Cô sẽ dành một chút thời gian này. Cả hai hôm nay cô không dạy ha. Cô dành thời gian để cô giải đáp thắc mắc. Những thắc mắc của chủ đề vừa qua học chủ đề này. Thì bạn nào thắc mắc thì ở lại cô giải đáp thêm. Còn nếu không thì chúng ta có thể nghỉ ở đây ha. Và mình ôn tập thêm giúp cô. Và nhớ học từ vựng nha. Đó. Và làm bài tập về nhà. Và bữa sau mình có bài kiểm tra như thường lệ.